Tóm tắt cách kiếm nguyên liệu first siêu dễ trong sự kiện Valentine và top 2 best combo one shot của trái Love Reward để đổi được những phần quà limited trong game bao gồm màu haki hiếm, mắt kính và áo choàng thì các bạn cần làm theo các bước sau. Cách 1, hãy kiếm những con quái dưới bạn 100 level trở lên nhé. Đánh quái sẽ có tỷ lệ ra nguyên liệu. Lưu ý, không đánh quái dưới 100 level sẽ không ra nguyên liệu. Cách 2, mẹo để cày tăng tỷ lệ rơi ra nguyên liệu. Giới hạn của nó là 1200 nguyên liệu anh em ạ. Thì các bạn nên rủ bạn bè vào server của mình, khi kẻ chung sẽ được tăng tỷ lệ rơi nguyên liệu của mình và bạn bè nhé. Một người bạn sẽ được tăng tỷ lệ rơi lên đến 15%, tối đa sẽ được bút tỷ lệ đó là 45%, có nghĩa là 3 người bạn. Điều này rất là thiệt thòi cho những anh em nào mà hay chơi một mình. Và sau đây là top 2 best combo one shot của trái Love Reward. Để bắt đầu combo này thì các bạn cần chuẩn bị 2450 melee, 2450 defense, 2450 Devin Brui. Nếu bạn nào có nhu cầu tài thuê và thích tính cống V4 và mua ạc có mochi V2 chỉ với 100k thì hãy mua ở shop mình nhé, số lượng có hạn. Yes sir. Hãy comment phía dưới để cho mình biết nhé.